Con người ta luôn mang cho riêng mình những nỗi đau, những hồi ức cần được cất giữ và giấu kín. Không muốn nghĩ đến, không muốn chạm vào. Vì nỗi đau một lần ngủ yên, nào ai muốn tự khoét sâu vào trái tim mình một lần nữa. Có những điều tưởng rằng đã mãi mãi ngủ yên trong ký ức, nhưng hóa lại không. Phương trở về và sống những ngày tháng êm đềm bên mẹ. Chỉ là đôi khi vẫn có một chút chạnh lòng khi bất chợt nhớ tới người đàn ông cô đã gặp là bố. Nhiều khi cô tủi thân và khóc, cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn. Lòng nghĩ, chỉ mẹ thôi, tất cả như thế là quá đủ rồi. Rồi cô lại nở một nụ cười, xà vào vòng tay mẹ. Có lần chị quản lý nơi làm việc cũ của Phương gọi tới, bảo rằng có một người đàn ông tới tìm cô, là người mà cô đã cùng trò chuyện hôm trước. Chị ấy bảo rằng cô đã xin nghỉ về quê rồi. Khuôn mặt người đàn ông khi đó bỗng dưng ưu tư. Rồi chị quản lý đưa cho ông số điện thoại và địa chỉ nhà. Nghĩ tới, Phương chỉ cười, cười cho cái sự đời và sự trốn chạy đầy trớ trêu này. Hóa ra thứ khó lòng vứt bỏ nhất là tình thân. Bình yên tưởng như đã chạm tới tay lại vụt mất ngay trong chớp mắt khi bác sĩ kết luận mẹ cô bị bệnh ung thư và được phát hiện vào giai đoạn cuối. Cô không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Cả cơ thể cô cứng đờ, như thể các tế bào khi đó bỗng nhiên tê liệt. Cô im lặng, không nói gì. Ánh mắt cô hoảng loạn nhìn người phụ nữ đang ngủ say. Bà ấy dường như đang ngủ rất ngon, một giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ. Người phụ nữ ấy dường như đã dành hết cả cuộc đời cho cô. Mạnh mẽ và kiên cường như vậy. Vậy tại sao lại có thể? Ngày hôm đó có một người đàn ông hớt hải chạy tới phòng bệnh, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Người đàn ông đó là bố cô. Bác sĩ thông báo mẹ cô đã không đủ sức để vượt qua. Cô như bất động. Bà ấy mới hôm trước còn trò chuyện cùng cô. Bà ấy còn ôm cô vào lòng, vỗ về cô trong giấc ngủ. Sao lại có thể nằm bất động như thế được chứ? Cô không tin vào những gì vừa xảy ra. Cô không tin và không muốn tin. Người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường như vậy, sao có thể nói đi là đi được kia chứ? Nước mắt cô lặng lẽ rơi. Cô cầm bàn tay của mẹ, nhẹ áp lên má mình, lạnh lẽo. Cô cứ quỳ bên cạnh mẹ như thế, cho tới khi một đôi tay dìu cô đứng dậy, kéo cô ra khỏi vòng tay mẹ. Những ngày sau đó, cô chỉ ở trong nhà của mình, ngước mắt lên bàn thờ. Ở đó mẹ cô đang nở nụ cười với cô. Bà ấy có một nụ cười rất đẹp. Ánh mắt bà nhìn cô yêu thương biết nhường nào. Phương nhìn mẹ, nước mắt rơi trên má cô. Mẹ của con kiên cường biết nhường nào, người phụ nữ đẹp nhất cuộc đời con. Những đêm tối cô cuộn tròn mình trên chiếc giường, nước mắt rơi ướt đẫm cả gối. Cô nhớ mẹ, nhớ yêu thương của mẹ, nhớ vòng tay, nhớ những lời ân cần dạy bảo. Nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng bên mẹ ngắn ngủi. Cả một đời, bà dành để đợi mong cô trở về, mong ngóng cô từng giây từng phút. Ốm đau bệnh tật, mẹ vẫn nói rằng mẹ không sao. Cô đã nghĩ cô phải kiếm thật nhiều tiền để mẹ đỡ vất vả. Những năm tháng đó, mẹ cô đã cô đơn biết bao, mẹ đã mong mỏi cô biết bao nhiêu. Cô đã sai rồi, cô thật sự đã sai rồi. Bà từng bảo rằng, hồi còn trẻ bà từng ao ước mở một tiệm hoa nho nhỏ. Hàng ngày bà có thể nhìn thấy hết những loại hoa mà mình thích, được sống trong căn nhà tràn ngập hương hoa, để nhìn một người mang tặng một người nào đó những bó hoa do chính tay bà tỉ mỉ gói. Bà thấy đó là cả một niềm hạnh phúc, mong muốn nhưng không làm được. Vậy là cô đã mở một tiệm hoa ở một con ngõ nhỏ, thay mẹ thực hiện ước mong của bà. Những ngày tháng mở tiệm hoa, cô sống bằng ước mơ của mẹ, hy vọng của mẹ, yêu thương của mẹ. Bà từng bảo cô hãy tha thứ cho tất cả, cho bản thân cô, cho cả bà nữa. Vì bà không thể cho cô một hạnh phúc vẹn tròn,
nhưng bà nào có lỗi gì với cô. Bà đã cho cô một cuộc đời, một cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Cô hạnh phúc với điều đó. Bà còn bảo cô hãy tha thứ cho cả bố, người đàn ông mà bà đã dùng cả đời để yêu, để đợi, để chờ. Bà từng nói, mẹ yêu ông ấy, bố của con tuy đã sai, nhưng trong cuộc đời ai cũng phải mắc sai lầm. Mẹ tha thứ cho ông ấy, bởi mẹ không hận được, mẹ chỉ có thể yêu thôi. Đó là bố con, dù thế nào đi nữa, người đó vẫn là bố của con. Hãy yêu thương và tha thứ cho ông ấy cả phần của mẹ nữa, nha con. Người phụ nữ của cuộc đời cô, bà ấy có trái tim nhân hậu biết nhường nào. Tiếng con nói cười, tiếng con.
Tháng ngày qua đi, cô vẫn lặng lẽ sống. Tiệm hoa của cô rất đông khách, nhiều khi cũng mỏi mệt. Nhưng nhìn thấy nụ cười của mẹ bất kể ngày giờ trong bức di ảnh, cô lại thấy có thêm sức mạnh để vượt qua. Có một lần người đàn ông mẹ cô yêu tới tìm cô ở cửa hàng. Bố muốn mua một bó hoa thạch thảo. Gương mặt ông ấy với những nếp nhăn đã hằn rõ, giọng nói trầm và đôi mắt buồn. Ông nhìn cô, ông nói ông muốn mua một bó hoa thạch thảo. Thạch thảo ư, đó là loại hoa mà mẹ cô thích nhất. Cô lặng lẽ gói một bó hoa thạch thảo rất đẹp, rồi mang đưa cho ông ấy. Thạch thảo của ông đây, cô nói, đôi mắt không nhìn vào ông. Bà ấy rất thích hoa thạch thảo. Ông nhận lấy bó hoa, nhưng chưa rời khỏi tiệm, ông ngước nhìn cô con gái của mình. Cô con gái mà ông vô cùng có lỗi, day dứt trong lòng. Ông nhìn cô như thế, rất lâu, cho tới lúc cô quay người bước vào trong. Phải, bà ấy rất thích hoa thạch thảo. Bà ấy từng bảo, ngày trước người đàn ông mà bà yêu luôn tặng hoa thạch thảo cho bà. Khoảng thời gian đó là thời gian đẹp nhất mà bà có được với người đó. Xin lỗi con, là bố có lỗi với mẹ và con. Bao nhiêu năm nay bố luôn sống trong sự dằn vặt và tội lỗi. Bố đã sai rồi, ngày ấy bố không nên bỏ đi, không nên bỏ hai mẹ con ở lại một mình. Những gì bố đã gây ra không đáng nhận được sự tha thứ. Nhưng bố mong con có thể không né tránh bố được không? Bố xin lỗi, Phương à, bố thật lòng xin lỗi. Ông ngồi đó, ôm bó thạch thảo vào lòng và khóc. Người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ và nhẫn tâm lại rơi nước mắt tới đáng thương, đáng trách, đáng hận và cũng đáng được tha thứ. Ông biết không, tôi chưa từng mong được gặp lại ông. Tôi lúc đó cực kỳ hận ông vì đã bỏ rơi mẹ con tôi. Bà ấy đáng được yêu thương, chứ không đáng phải dùng cả đời để chờ, để đợi. Ông biết không, tôi đã sống trong ân hận và dằn vặt tới mức nào với những cái ý nghĩ điên rồ rằng phải kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ có một cuộc sống tốt. Không có ông, tôi và mẹ vẫn sống rất tốt, rất ổn. Đổi lại được gì, tôi mất đi khoảng thời gian bên mẹ, để giờ mãi mãi mất đi bà ấy. Tôi không tha thứ được cho bản thân mình. Còn ông có biết bà ấy đã yêu ông như thế nào không? Cả cuộc đời dùng để chờ để đợi ông. Bà ấy cứ nghĩ ông đi rồi sẽ trở về, lại cùng bà ấy xây nên một hạnh phúc. Gia đình ba người chúng ta sẽ lại hạnh phúc. Bà ấy không hận ông dù chỉ một lần. Cho tới tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, bà cũng bảo tôi tha thứ cho ông, yêu thương ông hộ phần của bà ấy nữa. Ông có thấy người phụ nữ ấy đáng phải chịu những gì đã xảy ra hay không? Phương quay lại với ông, nhìn vào tấm hình của mẹ. Con không hề có lỗi, tất cả là do bố mà ra. Hãy tha thứ cho bố. Bố đã không ở bên và chăm sóc tốt cho hai mẹ con. Giờ đây, tuy vật chất đã đủ đầy, nhưng tình thương thì lại không hề có. Người thân duy nhất trên đời này, bố chỉ còn có con. Con về sống với bố, để bố có thể bù đắp cho con, có được không? Tôi không thể trở thành kẻ chen chân vào hạnh phúc của gia đình người khác. Tôi vẫn sống tốt, ông xem, không phải tôi vẫn sống tốt đó sao? Tôi cảm thấy đây là một cuộc sống rất tốt, rất rất tốt với tôi rồi. Cô im lặng một lúc, rồi nói tiếp. Bà ấy bảo tôi hãy tha thứ tất cả. Thạch thảo ông đã cầm rồi, bà ấy chắc sẽ vui nếu ông tới. Người đàn ông nhìn cô, rồi bất chợt mỉm cười. Phương, cảm ơn con. Ông bước ra khỏi quán, trong tay ôm bó hoa thạch thảo tím. Cô dõi theo cho tới khi bóng người đàn ông khuất sau góc phố. Nhìn lên tấm hình của mẹ, cô nói. Mẹ, thạch thảo ấy mẹ có nhớ không?
nhìn nhành hoa thạch thảo còn sót lại trên bàn. Cô mỉm cười, một nụ cười rất đẹp. Cuộc đời của mỗi người, khi biết tha thứ cho tất cả, sẽ thấy lòng bình yên biết bao. Ai cũng có những lỗi lầm, những lỗi lầm ấy có thể sẽ tạo một vết thương rất lớn trong lòng người khác, rồi cũng có thể để lại cả một vết sẹo dài trong chính trái tim mình. Thứ tha và bao dung cho tất cả sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Trên tất cả, tình yêu thương vẫn luôn là nguồn sống, là sức mạnh cho mỗi chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe radio số 54, Những năm tháng đợi chờ của mẹ, kỳ 2, được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Phím Nhạc Lòng. Màn đêm giờ đã buông xuống, ai ai cùng đều yên giấc. Có ai vẫn ngồi đàn nào, từng giọt mồ hôi lăn dài. Ngày qua mẹ đã che chở cho con bình yên nó ấm. Yêu thương chẳng hề la mắng, dù cho con mang bao nhiêu lỗi. Mình mẹ thức trắng đêm thâu, có những khi mẹ buồn nào ai biết được đâu, vì mẹ đã hy sinh dành cho con niềm yêu thương chất ngất. Có những đêm buồn lạnh ướt khóe mi ai, bước chân lặng thầm dìu con đến tương lai, và con sẽ mãi mãi luôn nhớ ơn của sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn.